Xin chào các anh em chiến hữu thân thương. Mình có quen ta sao không nhớ được luôn á. À biết rồi, nếu cái ông bữa gặp ở cái tiệm cà phê dâm bay bữa giao lưu với cái hội thần đèn ở Nha Trang hay sao á, hình như vậy. À nhớ ra rồi. Cái ông hồi nãy là ông đi cái biển số 55 là ở Sài Gòn, là mình nó quái Sài Gòn sao quen gì đâu, đâu có quen gì đâu mà cũng không có thấy giới thiệu, không có thấy nói về gì hết. Bình thường là những bạn mà nếu mà nhận ra mình là sẽ tới là hỏi là anh có phải Hưng Nha Trang hay không, rồi mình mới nói phải, bắt đầu là hai người mới nói chuyện rồi chào hỏi quen. Đây đằng này nó tới nó vuốt tay như thằng BD đâu à. Nên là thôi các bạn gì đó là cha mình xin lỗi, tại vì đã không nhận ra, tại vì cũng lâu rồi, cũng cách đây mấy tháng rồi mấy anh em cũng chưa có gặp mặt lại. Phải chứ ông đi cái biển số 79 còn nhận ra được, cho đây đi cái biển số 55 thì thua luôn. Tưởng cái thằng nào ở Sài Gòn mà sao nó yếu lẻ lại nó vuốt mình cái ghê chứ gì. Video lần này là kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.